Xin chào các bạn nhỏ, các em có thích đồ ăn vặt không? Ngày hôm nay hãy cùng Ruby TV tìm hiểu về các loại đồ ăn mà trẻ con yêu thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh các bé nhé! Các bé có biết đây là món ăn gì không? Pizza. Pizza. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Bánh mì kẹp thịt. Hamburger. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Gà rán. Fried chicken. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Xúc xích. Hot dog. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Khoai tây chiên. French fries. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Phô mai. Cheese. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Mì ăn liền. Noodle. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Món ăn vặt. Snacks. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Sữa. Milk. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Kem. Ice cream.
bé có biết đây là món ăn gì không? Bánh ngọt, cake. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Nước ngọt, soft drink. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Rau củ trộn, salad. Các bé có biết đây là món ăn gì không? Trà sữa, milk tea. Các bé thân mến, vậy là hôm nay Ruby đã cùng với các bé tìm hiểu về các loại đồ ăn mà các em yêu thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất là vui đúng không nào? Hẹn gặp lại các bé trong những bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé! Tạm biệt! Học cùng Ruby TV!